Hello hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Tất cả các bạn đã bao giờ được chiêm ngưỡng một trong những trận đấu đánh nhau để win chưa ạ? Thường thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn những chiến thuật, nhưng để với clip ngày hôm nay là một trong những siêu phẩm đánh nhau đeo game và win luôn. Và trước tiên để với clip thì có nhiều bạn hỏi là anh Cương ơi, làm thế nào để có thể sử dụng những kỹ năng tốt? Và thường ngày thì có nhiều bạn hỏi là những ngày rảnh thì anh thường chơi những cái game gì, hay những cái game gì giúp anh có thể là chơi tốt được những các vị tướng và những kỹ năng. Thì đây là game Don't Speed, nó có phân tải trên CS Play và trên iOS. Và khi mình chơi cái game này thì nó sẽ giúp cho cái đầu óc của mình nó phán đoán rất tốt, và giúp cho kỹ năng của mình nó nhanh nhẹn hơn, giúp cho đầu óc mình nó có thể là nhanh hơn, chẳng hạn khi chúng ta sử dụng các kỹ năng các bạn. Đây, các bạn có thể thấy là những cái từ game này nó rất là khó. Đây đây đây, đây nó, chúng ta phải vạch qua những cái ô này, và nằm trong cái ô này chúng ta sẽ thắng các bạn nhé. Còn nếu chúng ta ra ngoài cái ô thì chúng ta sẽ thua, và càng ngày mức độ càng nhanh dần. Và nó sẽ có rất nhiều cái game và nhiều nhạc khác nhau, nghe rất thú vị. Và đây là cái phần khác của trò chơi này, là nó chung liên quan đến cái đầu óc của chúng ta các bạn ạ. Chúng ta phải thật nhanh, đầu óc chúng ta phán đoán nhanh, kết hợp với tay thì chúng ta mới vượt qua được cái thử thách này. Đấy, đây là cái trò chơi mà mình thường chơi, đó là trò chơi Don't Speed. Mình thường chơi để có thể là giúp cho não bộ của chúng ta có thể là hoạt động tốt hơn, giúp chúng ta có những cái kỹ năng thật tốt hơn trong chơi game các bạn nhé. Và link tải ở phía dưới phần comment của mình. Đây để một clip về Red, mình sẽ nâng lên level 2 nhá. Và các bạn không phải lắng nhăng gì cả, farm xong chúng ta sẽ vào trong bua của nó thì sẽ như thế nào. Đây, hai đồ tài này, kiểu hai chúng mới sẽ kích hoạt được ba cái bốn đồ tài. Đây là đồ thể sắm sắm đây, sắm rồi chỉ ui rồi quá ghê ạ. Rồi rồi, chào các anh, rồi hai mảng luôn, quá đẹp rồi. Các bạn có thể thấy là Velvet là một vị tướng, hầu như đây là một trận đánh mình sẽ đánh cho tất cả các bạn cảm thấy nó mãn nhãn nhất từ trước đến giờ. Các bạn chưa bao giờ được chứng kiến một trận đấu nào mà mình không cần biết phán là gì ạ, mình chả cần biết chiến thuật là gì, mình chỉ biết gặp địch là đánh đấy ạ. Rồi, Velvet thì mình đã nói quá cho tất cả các bạn rồi, chúng ta sẽ có bốn cái nội tài, thì đó là cái nội tài mạnh nhất của vị tướng Velvet. Chiêu hai của nó, khi chúng ta dùng trúng một vị tướng chúng ta đánh thương thì sẽ được cộng hai cái điểm nội tài, còn chiêu một sẽ được cộng một cái các bạn nhé. Đấy là cái cách để chúng ta lấy cái nội tài của vị tướng Velvet này thật tốt. Và các bạn yên tâm, khi Velvet Limit ở level 2 mình cũng có làm cho tất cả các bạn một clip về Velvet Limit rồi, nó khắc chỉ tất cả mọi vị tướng. Chơi luôn gì, dăm ba này, dăm ba anh, tu lên này, chết rồi, hay quá. Quá mạnh các bạn ở đây, dưới này đánh nhau này. Và phút thứ 1 bên là có 3-0 rồi, 3 màng thôi. Và ui dồi, đây, ui dồi, chạy đâu, một đánh thương, kiêu. Ui dồi, các bạn có thể thấy, nói với gọi là bà chạy đến như thế ạ. Cứ thực sự là các bạn đều hiểu là con Velvet hiện tại cầm cái bảng phụ trợ 2. Đây là một clip mà không hình hầu như mình sẽ không hướng dẫn gì nhiều, nhưng đây là một clip mình dành tặng tất cả các bạn trong dịp trúng thú, hoặc trong một cái dịp gì đó. Cái kênh của mình gần đạt 1 triệu subscribe rồi, mình sẽ đánh các bạn một trận đấu cống hiến gọi là siêu phẩm cho tất cả các bạn xem. Đánh nhau là phải đánh nhau như thế này, chứ đừng có sinh ra đánh nhau bừa đánh bậy. Đánh nhau là phải rưng của nó vào rưng của nó đánh đó. Chết rồi, chiêu 2 quay lại đây. Ui rồi, rú ké chết thì nay thì hỏng các bạn ạ. Rú ké thực sự là Velvet mà đánh thì nay thì Velvet các bạn đều biết là cái nội tài của Velvet thì nó sẽ được hồi phần trăm máu rất là ghê. Khi tất cả các bạn độ tí là mình sẽ đánh các bạn trong cái phá combat 4 người, mình sẽ hút máu cho tất cả các bạn báo phê luôn. Đây một trận đấu gọi là theo bản thân của mình thấy mình sẽ đánh trận đấu màn nhàn nhất cho tất cả các bạn xem luôn. Hiện tại KDA của mình sẽ là 4-0-4 đấy. Và mình đi mid, mình sẽ nói một chút tại sao lại mình lại cầm phụ trợ lên level 2. Khi Velvet lên level 2 chúng ta sẽ gánh ăn nhánh cái tướng quái đâu. Ôi rồi. Đây, chơi luôn nhá. Hôi máu, các bạn thấy chưa? Hôi một nửa cái máu. Đây. Ôi rồi. Hai bạn lên tiếp ạ. Tiếp này, lên chơi. Ôi rồi, bá triple kill. Qua ra kill anh em ơi. Vào, qua ra kill, chắc chắn qua ra kill. Ui, miệt diệm kìa, cổ liêm ạ. Đẹp thế các bạn. Đấy. Đây là một trận đấu gọi là hủy diệt tím địch ạ. Đây là một trận đấu nói chung là mình không thể nói gì hơn, ngoài mình sẽ dành tặng các bạn những cái phán màn nhạc. Và có nhiều người hỏi anh ấy, những trận đấu này thì những vị tướng nào có thể làm được, thì hiện tại anh chưa nghiên cứu được vị tướng nào cả. Nếu mà có một vị tướng làm được đó chỉ có là Velvet các bạn nhá. Velvet là một vị tướng các bạn đều hiểu là nó nhờ vào cái nội tài của nó nhá. Các bạn phải làm sao cho tím địch trúng cái 500 cái ria vong của Velvet này, thì nó sẽ gây được cái lượng đám, và lượng đám cao nhất của Velvet đó chính là cái nội tài này. Nội tài này. Ôi rồi đây.
mình đề cho rú ké các thứ, đúng là rú ké không được ăn một con bùa luôn các bạn, quá buồn ạ. Đây mình sẽ vào đe vị tướng Vedret tiếp các bạn nhé. Rồi Vedret là một vị tướng không cần phải lên phun đam các bạn nhé, chỉ cần chúng ta lên lên phun tanh là chúng ta thì quẩy được rất nhiều, và lượng đam của nó thì chúng ta không cần từ trang bị ạ. Bởi vì cái nội tài của vị tướng Vedret này, cái lượng đam nó ôi rồi tu lên tu, ôi rồi Violet như thế này thì học ạ. Rồi chảy đâu con sâu chảy đâu, rồi chết rồi. Đấy. Đây là một trong những vị tướng đánh nhau đâu game mà để mình phân bổ để mà nói ấy, là mạnh nhất lên của Mobile hiện tại đi dư về cái giai đoạn mà đàn áp ở giai đoạn đâu game nhá. Không có một vị tướng nào mà nó đàn áp ở giai đoạn đâu game đánh mạnh như vị tướng Vedret cả. Đây là vị tướng đánh nhau ở đâu game mạnh nhất lên của Mobile ở thời điểm hiện tại bây giờ, mình khẳng định với tất cả các bạn như vậy. Không có một vị tướng nào có thể là nó lật keo hoặc là áo play đối phương rất là ghê gớm. Nhiều khi tất cả các bạn gặp Vedret nhá, chỉ có một vài giọt máu các bạn nghỉ giết được thôi. Nhưng thực sự là không ngờ ạ. Chỉ cần nó quẹt cái nội tài của người cái nó hôi máu ghê. Ôi chết tiếp các bạn này. Rồi không được rồi. Hiện tại phút thứ 5 thì giời ơi mình đã có 10-6 ạ. Và tím mình giết 18 mạng ạ. Thì thường thì các bạn đều thấy độc đồ của chúng ta thương đánh nhau. Thì ngày hôm nay mơ sướng thì cho tất cả các bạn biết đánh nhau là nó sẽ ra như thế nào ạ. Đánh nhau thì cho ra đánh luôn ạ. Đánh từ đâu game này cuối game. Đánh không ngưng nghỉ ạ. Tím địch ra đánh tiếp. Đấy khi nào nó tím địch, khi nào đánh chán chưa? Là ra đánh tiếp. Đánh như vậy mà nó đánh. Chứ con dám mãi kiểu đánh nhau có mắt lẻ như vậy đánh dám gì ạ. Đánh nhau thì quá rừng tím địch mới đánh. Đấy. Nên là thực sự là nhiều khi mà có nhiều cái đông đổi người ta sinh ra đánh nhau cho vui này. Rất là mệt cho nên là đánh như thế này người ta đánh ạ. Rồi mình cũng quên là chúc tất cả các bạn có một ngày trung thu thật là tuyệt vời nhá, ấm áp bên gia đình và thật là vui vẻ. Đấy các bạn thì hôi máu chưa? Đây rồi, ui rồi hôi máu ghê chứ. Rồi chúc cả nhà có một mùa trung thu thật tuyệt vời nhá. Và kênh của Lao chuẩn bị đạt 1 triệu subscribe rồi. Các bạn đừng quên là cho Lao một nút follow và một nút comment ở phía dưới clip này, để mình sẽ cố gắng ngay cho ra nhiều cái clip thật hay và dành tặng cho tất cả các bạn nhá. Rồi tím địch là đấu hàng và clip đến đây là kết thúc rồi. Và chúc tất cả các bạn những gì tuyệt vời nhất. Bye bye.